Đi mà tập đá lên rồi. Ừ. Đúng rồi, bỏ đi. Đá lên rồi. Ở đây có một lần bà lại bắt ra, đá lên rồi. Đúng rồi. Sự khác nhau giữa những cái đám tang mà mới móc xong chôn liền với những cái đám tang mà mấy năm trời rồi mới làm đám tang thì chính là cái sự xuất hiện của đội thanh niên. Cái hội thanh niên giả bộ như là rất là tức giận vì bị mất đi một người thân, nghĩ vô có nhiều khi lấy cây đồ quất tá lả ta nói lăn lộn làm đủ kiểu hen, thì cái người chủ đám này giả bộ chạy ra đồ an ủi rồi thôi đừng giận đồ này kia, rồi ném tiền cho nhau rồi vui vẻ cả đôi đường. Đó là cái phong tục thôi chứ không phải người ta giận cỡ vậy nghe. Cho nên là những cái đám mà mình vô mình thấy mấy người thanh niên mà chạy la làng đồ làm đập đồ đồ này kia là chứng tỏ là cái người đó người ta mới mất và người ta chôn ngay thôi, chứ không phải là quýnh lộn chỉ lộn gì đâu. Bộ tạm bợ cho nên là phát đồ ăn mỗi một nhóm là một cái thùng như thế này. Ông cạp thì không cho mẹ nhím ăn. Nói chung là ông cũng trong mặt mà bắt hình dông chứ không phải đụng đâu cũng cho mẹ nhím ăn đâu. Kể cả ông cũng không ăn luôn, kiểu như ông thấy hơi tạp nham, hơi lộn xộn đó. Cạp nó cũng có một số đứa nít nó vô nó đứng gì đó nó coi ai cho nó ăn không, nhiều nhóc này đang đứng mà nó không ai kêu ăn hết trơn, nó xin xin bà con này mà bà con nào sai bà con này mà đánh nó không muốn chơi luôn chưa đưa đưa đi rồi giờ ông cạp ông kêu lại cho nó. Thương ghê không? Hồi xưa anh em ông cạp hồi còn nhỏ là cũng hay vậy nha, đám người này người kia cái lại đứng vậy đó kiếm ăn. Thậm chí là có mấy đứa nó lại mấy chỗ người ta rửa chén á, chỗ rửa chén còn dư á, ăn với cái con nít bên này không có được quan tâm như ở chỗ của mình nha. Ông áo vàng cũng vậy nè, ông áo vàng cũng vậy nè, đứng đợi cho ai cho ăn không.
Cái bác trưởng đoàn này hai cái chân bị tật đi kênh này chống nạn mà cũng nhảy múa rồi dữ dội hen. Người châu Phi đây người ta rất là thích nhảy múa, nhiều khi không có liên quan gì trơn, tự nhiên đi ngang nghe dạc sập sình sình cũng đứng lại nhảy múa vậy đó, người ta rất là lạc quan. Đã xuất hiện đồng minh của ông cạp, ăn mặc đầu tóc cô cũng thua gì ông cạp hen, nhưng mà tại vai mang túi bạc kè kè đó, thành ra là người ta bu theo rần rần luôn đó, chọi chọi chứ không có thèm ném nữa, chọi từng cọc vậy đó. Bởi vì ở châu Phi cũng có một số thành phần ngông nghênh đi giống như ông cạp hen, không có coi trọng vẻ bề ngoài nhưng mà có thể bên trong là một cái nhân vật gì đó mà không ai biết được, không chọi tiền như thế này là cũng phải thứ dữ dữ lắm. Trong cái đám tang hôm nay là mình thấy mấy cô mặc áo cam này là nhìn lộng lẫy rực rỡ nhất luôn á. Những người này là những cái phái đoàn phụ nữ, hội phụ nữ của nhà thờ á. Nhà mình nói sao mày nhím là báo vật của ông cạp á? Không có đâu trời ơi, một cái món trang sức thôi, kiểu người ta dẫn mình theo để người ta nổ. Thành ra là mấy ông mà tới nói ăn mặc trang trọng xịn sò đó cũng phải lại chào ổng rồi này kia, kiểu như có cái mát người nước ngoài đi chung vậy đó. Thành ra là ổng đâu cần mặc đồ đẹp, ổng mặc bố lô xua gì đó mà cứ dẫn theo vợ nước ngoài là ok rồi. Đây cũng là một nhân vật thứ bự, thứ dữ, cũng từng đi ra nước ngoài rồi về, có tiền, có cơ ngơi rồi này kia, thuê công an đi theo bảo vệ đồ, không cho ai đụng tới, không cho ai quay phim đâu hen. Nhưng mà làm gì làm thì ở đây cũng không có một người nào mà dẫn được vợ nước ngoài về như ông cạp cả. Ta nói hôm qua tới giờ em cũng hết lời hết lẽ, em khuyên ổng là sáng nay đi nhà thờ ráng ăn mặc cho nó chỉn chu giống như là người ta đi nhà thờ, chứ đừng có mặc như kiểu đi đá banh. Thành ra là hắn mới mặc được cái bộ sơ mi quần tây đó. Tại cái tính của em xưa giờ không có thích chen vô hay là chỉnh sửa hay là thay đổi ép buộc cuộc sống của ai hết. Bản thân em cũng vậy, em cũng sống tùy hứng vậy. Kiểu như là hai người ta tốt mình khen được thì khen, không khen được thì thôi chứ không có chê. Dù cho xấu xa cỡ nào thì người ta tự làm, tự chịu. Thí dụ xấu hổ thì tự xấu hổ, chứ không đợi tới mình xấu hổ giùm. Vô vô, chạy luôn. Anh Quê anh tôn giờ bạc, tôn giờ bạc trời ơi trời ôi đất coi suy quê lại đất gọi cho when the thing break no when we are buying something at the market as I want to enter the car the thing just I jump inside the car one time. Trời ơi, cái quần tây người ta may bằng chỉ 5 ống vừa dắt sổ vừa may. Rồi người ta còn dệt thêm một đường cho nó chắc nữa. Mà không biết ổng mặc kiểu gì mà ổng nhảy làm sao. Từ dưới đất lên xe thôi mà rách đưa nguyên cái chảo ra ngoài luôn. Bởi vì em nói hả, thà là để ổng mặc theo ý ổng đi. Kệ mấy cái quần thun nhãn nhãn vậy đó. Mà ổng vừa thoải mái mà mình còn đỡ gặp mấy cái tai vạ thất thường gì nè. Hèn gì là từ nhà thờ đi chợ xong mày nhím nói thôi để mình đi thăm cái bác rửa rau đắng, bác ấy ở quê mới lên. Mà không chịu đòi về nhà hèn gì đó, đó, đó thấy chưa. Trời ơi nó rách một đường như vậy luôn. Đâu có dám xuống xe. Thôi tởn, từ đây về sau anh muốn mặc cái gì mặc, anh không muốn mặc cũng được nữa. Chứ ép ổng từ sáng giờ ổng mang đồ dài này, ổng than đau chân, mặc đồ thì rách đít. Thôi dẹp luôn cho khỏe. You know fit this type of clothing, no comfortable you. Đẹp but no comfortable you. Better you wear what comfortable. Don't mind them. Better I be who I am. Be who you are. Oh yeah. But I like who I am, ba. Don't fuck yourself. Okay, the thing is bending down now. Yeah, it's something that broke it now. Okay, I'm doing shit now.
Rồi xong, vừa tới nhà của cái cô làm rau đắng thì nó bị lủng bánh xe luôn. Giờ nó phun hơi xè 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 xè. Hồi nãy ông kêu mà nhím đi bộ tập thể dục luôn mà em than mệt, thành ra mới ra cứ sự nè. If you finish this and go walk out with Lego. Well, if the egg still remain, we'll carry on like that. If the egg still remain. You have Jack, ba? Let's go and... You have Jack, that time we collect from that our worker. No. We collect Jack. No, that boy, somebody steal our Jack. I'm looking at my Jack. He says it's not our Jack. So don't mind them. You will still pay for the Jack. Because I tell him this is my Jack. The only Lexus have that type of Jack. Okay. You guys should bring those things down. Trong bụng mình cũng tiếc cái đội xe lắm, thì cái đội đó là rất là tốt của xe Lexus đó. Ở đây muốn mua cái đội chất lượng không phải là dễ đâu, mua về đội vài ba bữa nó bị rụng nụ liền. Nhưng mà thôi, người ta nói là cái con người á mới quan trọng, còn những cái mà con người làm ra được thì từ từ. Bởi vì mình nhiếm học được rất là nhiều từ những cái bài giảng ở trên mạng á, khi mà nói chuyện đặc biệt là với chồng mình hay là với những người thân của mình á, mình cứ luôn giữ chữ ok, được rồi, không sao. Dù cho sau đó là mình sẽ nói những cái có thể là phản bác lại hay là những cái nó ngược lại với cái ý người ta, nhưng mà mình cứ mở đầu bằng cái chữ ok. Vậy hả, được, là người ta sẽ thấy mát lòng mát dạ rồi, chuyện gì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Một cái đội xe bên này mua cả bộn tiền luôn á, nhưng mà nếu mà giờ làm căng ra cũng không được gì, mất tình cảm đồ thêm này kia thôi. Ôi, ôi giờ ông này. Bữa nay mình yếm đi tới nhà của bác Ogunogo luôn. Anh nè, liếp im lên. Ông này gặp ba là vậy. Anh, liếp im lên camera. Anh, camera, camera. Knife, knife, not allowed. Hổm rài cái bác này về quê cho nên là mẹ Nhiếm không có đưa cái đèn được. Bữa nay bà vừa về thì hai chồng Nhiếm bay qua luôn. Cộng với sự giúp đỡ của cô Quả My, nghe tin là bác ấy kiểu không có chồng mà nuôi cái thằng con như thế này. Rồi còn một chị nữa mà mẹ Nhiếm chưa có cập nhật danh sách được, tại vì cái phần tiền đó nó còn nằm ở bên Việt Nam á. Khi nào mà đủ 100 đô thì ông Tony ông mới chuyển qua đây cho mình. Thì tạm thời mẹ Nhiếm ứng trước như vậy đi, rồi mơ mốt qua tới bên này mẹ Nhiếm sẽ cập nhật danh sách sau hen. Do giá gạo bây giờ là lên chóng mặt rồi, và người ta bên này cũng ít ăn gạo nữa, người ta ăn bột mì đồ thay phiên này chủ yếu, cho nên là mẹ Nhiếm mua thêm bột mì và 10 kg gạo thôi. On a gap where women and man are gave you. Now for KCM. So, what do you have to say? 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 What do you thank you, thank you, thank you, thank you. What do you have to say? What do you have to say? What do you have to Don't worry, we'll surprise you. Another one there. God bless you now. Who give him? Who buy food for him? The auntie Hoami. Hoami. One. One. Cái này đáng lẽ mình Nhiếm phải sắp xếp cho cô ấy nói cảm ơn tiếng Việt đồ này kia, gọi tên người Việt Nam đồ này kia, nhưng một phần là do cô Quả My không có yêu cầu, cô My nói là khỏi gọi đi, phần là do mình Nhiếm không có chuẩn bị trước được, chạy qua là quay luôn đó. Yes. God bless. So, Kwame, thank you, ma. Because on our killing okay, okay, okay. Kwame, thank you, ma. God will bless you. Amen. God bless you all generation. Amen. 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 So, this one is your mother. Your mother. This one, Miss Rose. Miss Rose. Ọgbagote kwugo na age. Onye nwa sike anya gị nwa nka nke ụtọ ọchị. I welu na agbada mmeli na-afụ n'ụzọ. Jesus ike! Obiri ike onye eze! Nke bụ... Tanyi nwa ndị mgbe efe ma mgbe mụ nka kwụrụ. Denu, ịchọ ọzọ ime onye wee egbe egbe egbe. Ibu ize nke. Mekwe na anya dị onye belu kwanu ebe m na ebigo. Nya onye nke wetakwa nke wetakwa. Mba nke bụ Miss Rose. Miss Rose wetakwa.
Thank you. God bless her. Oh. Amen. God bless her. Amen. Miss Rose. Miss Rose, thank you. God bless her. In the daytime, can chat with some. Thank you. Na mutansa. Onye nwa ikwa yo go na go make olu tebe. Agu make olu te maka o Jesus ya ku yo. Thank you. To say for you to go watch bitterly. You do this one. No problem. No problem. Say thank you. Say thank you. Yeah, I'll leave you, Emmanuel. Emmanuel is very happy for his mind. What is waiting for now? Let us go now so he can ask. Why? I'm on beside no eyes of him. Dành cho những khán giả mà chưa nắm rõ tình hình hen, là cái bé Manuel này không phải là nó khi dễ hay là nó coi thường mà nó không cảm ơn đâu này kia, mà do nó không có được bình thường, nó không có đạt đến mức độ mà khùng cắn phá đánh đập người này người kia nghe, mà kiểu như nó lưng ngơ vậy đó. Thì chỉ có mẹ nó là nhiều khi sai được nó thôi, mà nhiều khi sai không được nữa. Thành ra là mình không có miễn cưỡng hen, để vui vẻ mọi người cũng hiểu mà, đúng không? Just pack some of his clothes and bring for Emma today. So today is Emma lucky day. Hey, lucky day. Carry this one. Come evening, afternoon, bring your clothes, and I'm evening bring the food. Just thank you. Amen. Namutensa. Yes, ma'am. No problem. Thank ma. If you can be there, I'll do it. Thank ma. Đây là cái chỗ mà hồi trước khi mà chia tay với chồng xong thì về là mẹ cha của bác ấy cấp cho được một khoảnh đất, thì tự tay bác ấy là làm được cái nhà như thế này là đã quý đã mạnh mẽ lắm rồi hen. Bởi vì có những người mà người ta khó khăn nghèo khổ mà người ta không có chịu làm, cứ chờ ăn sẵn không à. Tự nhiên rất thích cái bác này ở chỗ là mặc dù điều kiện khó khăn nhưng mà bà luôn luôn lao động cực lực ở xung quanh nhà, là bà trồng trọt mì khoai đồ này kia. Buổi sáng là bà đi tới chỗ rẫy nhà Nhiếm ha, bà hái rau đắng, tới trưa chiều tầm 5-6 giờ là bà đội ra suối, bà rửa tới chừng nào mà xong khoảng tầm 3-4 giờ đêm là leo lên xe buýt, đem cái mớ rau mà rửa xong mà bán hết, tới chiều tối mới về tới nhà. Thì một tuần người bác ấy làm chừng 4-5 bận như vậy đó. Cho nên là khi mà mình giúp những cái người mà người ta chịu lao động á, mình cảm thấy rất là vui, rất là tích cực. Còn mình giúp những người mà cứ đợi ăn sẵn không á, mình cũng thấy áy náy trong bụng nữa. This one, right? And don't do back this one, don't and don't keep like this. Back some. Let's see if it's sweet. Rồi bây giờ là tới lượt nhà Nhiếm hưởng sấy. Thường mỗi lần mà đi tặng quà người này người kia là để được tặng trái cây dường đồ này nọ gì đó. Em là em mê nhất có mỗi cái ăn thôi, cả cuộc đời em có nhiều đó đó. Ở đây là chỉ có trái cây là ăn thoải mái luôn. Okay. It's because that place still on the ground. Okay. That's why. Oh, very big and yellow. Wow, your kind big. What hurt? Okay. Chút xíu nó mất giống rồi. You okay, you know? Let go before the tire lad. Okay, I'm in your She said she don't used to stay now, that even if... she don't used to stay, you don't know how the other end take their finish. Oh, yeah, go. Yes, people are passing here now. Okay. Sure. Have you? Đó, nhà Nhiếm đó, cái này là hoa hồng của nhà Nhiếm.
chị em ra. Có một số người châu Phi ở đây lòng tự trọng của người ta rất là cao. Khi mà mình cho người ta một cái gì đó, mình tặng cái gì đó, mình phải rất là khéo léo. Thậm chí là khi người ta nhận xong là người ta sẽ tìm mọi cách để tặng lại cho mình một cái gì đó. Thì mình cũng nhận luôn, ví dụ như một cọc cam như thế này là chắc chắn nhà nhím sang không hết. Mà nó hái kiểu đó nó cũng dập. Nhưng mà mình nhận hết, gom hết, vui vẻ, niềm nở. Để người ta cảm nhận được là không phải mình tới mình ban ân huệ cho người ta, mà người ta cũng ban ân huệ cho mình nữa. Như vậy thì người ta sẽ thấy thoải mái, tự nhiên hơn. Chắc là trời Phật cũng ủng hộ cho nên là gánh còng lưng nãy giờ chiếc xe nó xì mà không có xẹp. Thành ra là nhà nhím đỡ phải cuốc bộ. Hẹn gặp nhà mình trong những tập tiếp theo hen.